này cô mà không đền tiền ý, thì đừng hòng đi. Cháu thấy cô ngã cũng không nhẹ đâu. Hay là để cháu đưa cô đến bệnh viện nhá. Đưa đến đấy để cô chạy mất à? Tôi phải gọi cảnh sát. Alo, 113 à? Tôi bị người ta đâm, các anh đến đây được không? Cảnh sát muốn nói chuyện với cô này. Alo, là tôi đâm, nhưng nếu chúng tôi hòa giải được thì các anh không cần phải đến, có đúng không? Có gì chúng ta cứ từ bình tĩnh giải quyết. Tôi thấy cô cũng không phải là cố ý gì. Thôi thì cô cứ đưa tôi 5 triệu, tôi tự đi khám cũng được. Vậy thì để cháu đi rút tiền. Sao cô không đi rút tiền? Cô không cần phải diễn nữa đâu. Tay không cử động được, lại có vết bầm tím như thế kia, thì chắc chắn chỗ đó phải sưng phù lên. Vết phấn mà cô ngụy tạo nó còn phai ra cả áo đấy. Cô đừng có mà nói vớ vẩn nhá. Tôi sẽ báo cảnh sát. Cô cũng không cần phải gọi nữa đâu, tốn tiền điện thoại lắm. Cô tự đổi tên đồng bọn của cô thành 113. Tổng đài 113 sau khi nhận được cuộc gọi báo án sẽ liên hệ với trụ sở công an gần nhất, chứ không bảo là chúng ta tự giải quyết đâu. Mở cửa lại.